Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ 6, ngày 5 tháng 7 của Yêu bóng đá Phai Gôn. Ngày hôm nay sẽ có một loạt các trận đấu hấp dẫn diễn ra thuộc Euro và Copa 2024. Sự chuẩn bị của các đội bóng sẽ là tâm điểm tin tức mà chúng tôi mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bên cạnh tình hình chuyển nhượng của các câu lạc bộ bạn yêu thích. Giờ thì bắt đầu ngay với bản tin thôi. Messi mang tin vui cho đội tuyển Argentina. Trước thêm đại chiến tứ kết Copa America 2024 với Ecuador, Messi đã trở lại tập luyện cùng với đội tuyển Argentina sau chấn thương ở vòng bảng. Nhiều người quan ngại về tình trạng thể lực của tiền đạo 37 tuổi. Tuy nhiên trong buổi tập mới nhất, Empunga đã hoàn thành trọn vẹn giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Đây rõ ràng là một cú hích lớn đối với nhà đương kim vô địch. Tình trạng của cựu sao Barca được đánh giá là không nghiêm trọng. Anh hoàn toàn có thể tái xuất trước Ecuador. Tuy nhiên, khả năng để Messi đá chính còn đang bỏ ngỏ. Đội ngũ y tế của đội tuyển Argentina vẫn đang theo dõi kỹ lưỡng tình hình của người đội trưởng. Huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ dựa vào kết quả cuối cùng của đội ngũ y tế để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp không đảm bảo được thể trạng đá chính, Empunga sẽ được tung vào sân ở thời điểm phù hợp. Nóng, Arsenal đã ở rất gần với việc sở hữu chuyền nhân Manini. Theo Corriere di Bologna, hậu vệ Riccardo Calafiori, người được mệnh danh là chuyền nhân của Manini, đã xong xuôi hành lý để chuẩn bị chuyển tới Anh gia nhập Arsenal. Lời đề nghị thứ hai của pháo thủ chưa được chính thức gửi đến, nhưng Bologna đã nhận được thông tin đối tác chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán 55 triệu euro. Một con số khiến cho đội bóng nước Ý không thể từ chối. Thông tin này đến từ nhà báo hàng đầu nước Ý Gianluca Di Marzio. Và theo cập nhật mới nhất từ Fabrizio Romano, Arsenal đã bắt đầu bước vào phòng đàm phán trực tiếp với Bologna. Hợp đồng cá nhân của Riccardo Calafiori đã xong. Mức lương dự kiến vào khoảng 3,5 triệu euro trên mùa. Thương vụ khả năng cao sẽ được chốt lại trong tuần này, thậm chí trong một vài giờ tới. Giờ tất cả chỉ còn chờ một thông báo chính thức từ David Ornstein, nhà báo tờ một xứ sở sương mù mà thôi. Bom tấn đầu tiên của Arsenal đã phát nổ. Sau một mùa giải thi đấu cho Arsenal dưới dạng cho mượn từ Brentford, thì thủ môn David Rea đã thuyết phục thành công pháo thủ kích hoạt điều khoản mùa đứt. Cụ thể, đội chủ sân Emirates đã bỏ ra 27 triệu bảng để có được sự phục vụ lâu dài của ngôi sao người Tây Ban Nha. Đây là động thái hoàn toàn hợp lý do David Rea đã chơi khá hay mùa trước với 41 lần ra sân. Thậm chí, sự xuất hiện của cầu thủ sẽ được bỏ còn khiến cho thủ môn số 1 của Arsenal trước đó là Aaron Ramsdale phải ngồi dự bị và tính chuyện ra đi. Ten Hag chính thức gia hạn với Manchester United. Quá trình thương thảo về hợp đồng giữa huấn luyện viên Erik Ten Hag và Manchester United đã khép lại với kết quả vừa lòng hai bên. Cụ thể, chiến lược gia Ngà Lan và Quỷ Đỏ đã gia hạn giao kèo hiện tại đến tháng 6 năm 2026. Trong bài đăng trên trang chủ câu lạc bộ, chiến lược gia 54 tuổi hào hứng cho biết: "Tôi rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ để tiếp tục hợp tác. Nhìn lại 2 năm vừa qua, chúng ta có thể tự hào suy ngẫm về 2 danh hiệu và nhiều ví dụ về sự tiến bộ so với thời điểm tôi gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải rõ ràng rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được đẳng cấp như Manchester United mong đợi." Tây Ban Nha và lời nguyền thua nước chủ nhà. Tây Ban Nha chưa bao giờ đánh bại nước chủ nhà trong suốt 90 năm tham gia 2 giải đấu lớn World Cup và Euro. Lời nguyền này bắt đầu từ World Cup năm 1934 khi Tây Ban Nha thua Italia sau 2 lượt trận tứ kết. Kịch bản tương tự lặp lại tại World Cup 1950 khi họ thua Brazil ở vòng 2. Tương tự lại là thất bại gây tranh cãi trước Hàn Quốc ở World Cup năm 2002. Tại World Cup 2018, Tây Ban Nha thua chủ nhà Nga ở loạt luân lưu. Ở Euro, Tây Ban Nha bị chủ nhà Italia loại sớm ở Euro 1980. Sau đó, họ cũng thất bại trước Pháp và Đức ở những kỳ Euro diễn ra tại hai quốc gia này. Đây rõ ràng là thống kê không mấy tích cực với thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente trước khi chạm trán Đức ở tứ kết Euro 2024. Trung vệ Tây Ban Nha đáp trả Jens Lehmann. Sau khi thủ môn huyền thoại của tuyển Đức Jens Lehmann chia Tây Ban Nha thiếu kinh nghiệm để vô địch Euro, trung vệ Emerick Laporte đã lên tiếng đáp trả. "Chúng tôi không bận tâm về những lời nói đó trong phòng thay đồ", Laporte chia sẻ trên chương trình Radio Estadio của đài Onda Cero. "Tôi nghĩ họ càng nói thì càng có lợi cho chúng tôi hơn. Nếu Tây Ban Nha thắng, ông ta sẽ phải im lặng thôi." Musiala ngả mũ trước Jaman. Tiền vệ Jaman Musiala của đội tuyển Đức dành những lời tán dương cho tài năng trẻ Lamin Jaman của đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm trận tứ kết Euro 2024 giữa hai đội. Jaman mới 16 tuổi đã chiếm suất đá chính tại cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.
Tài năng của anh khiến Musiala không khỏi trầm trồ. Thi đấu ở đẳng cấp này lúc 16 tuổi là điều không tưởng. Khi bằng tuổi Jamal, tôi còn chưa có thể chất để tập luyện cùng đội 1, chứ chưa nói đến việc thi đấu đỉnh cao một cách ổn định. Thực hư thông tin rằng sao tuyển Anh bị treo giò ở bán kết. Gần đây rộ lên thông tin một số ngôi sao tuyển Anh như Jude Bellingham, Phil Foden, Kobe Mainoo có nguy cơ bị treo giò nếu vào bán kết Euro 2024. Theo quy định của UEFA, những cầu thủ nhận 2 thẻ vàng tích lũy sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo và treo giò 2 trận nếu nhận 4 thẻ vàng tích lũy. Tuy nhiên, UEFA đã điều chỉnh lại quyết định này vào ngày 14 tháng 6, ngay trước thềm Euro 2024 khởi tranh, bởi muốn giải đấu hạn chế nguy cơ vắng mặt những ngôi sao. Cụ thể, quy định treo giò nói trên chỉ được áp dụng tới vòng tứ kết và những thẻ vàng tích lũy sẽ được xóa sau khi vòng tứ kết khép lại. Điều này đồng nghĩa không có cầu thủ nào bị treo giò ở vòng bán kết, chung kết do tích lũy thẻ vàng. Thông tin Jude Bellingham bị treo giò ở vòng bán kết nếu nhận thêm thẻ vàng là hoàn toàn sai. Các cầu thủ chỉ bị treo giò ở bán kết trong trường hợp nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuyển Anh tập sơ đồ chiến thuật mới. Theo tờ The Sun, huấn luyện viên Gareth Southgate đang cho tuyển Anh tập sơ đồ 3 trung vệ lần đầu tiên tại Euro 2024. Hậu vệ phải Kyle Walker có thể đá trung vệ bên cạnh John Stones và Ezri Konsah, người thay Maguire bị treo giò. Trên Alexander-Arnold có thể trở lại vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Kieran Trippier hoặc Luke Shaw có thể chơi vị trí hậu vệ trái. Ở tuyến trên, Southgate có thể cho Palmer và Bellingham cùng chơi sau Kane. Roten khuyên tuyển Pháp cẩn thận với Ronaldo. Cựu tuyển thủ người Pháp Jerome Roten dành sự tôn trọng đặc biệt cho Cristiano Ronaldo khi nhận định về tứ kết Euro 2024 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Nếu có một cầu thủ mà tôi không bao giờ chỉ trích, đó là Cristiano. Anh ấy là một tấm gương về sự nghiêm khắc, chăm chỉ và chuyên nghiệp. Anh ấy có thể đá hỏng phạt đền như mới đây, có thể chơi dưới sức, nhưng anh ấy vẫn là Cristiano. Tôi tin anh ấy có thể giúp Bồ Đào Nha đánh bại Pháp, định đoạt trận đấu bằng những bàn thắng của mình. Phạm cần dè chừng, Rote nói. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý ngày 5 tháng 7. Bayern chốt mua tiền vệ Bồ Đào Nha. Bayern Munich đã đồng ý thỏa thuận miệng trị giá lên tới 56 triệu euro với Fulham để kiếp đồng với tiền vệ João Palhinha. Thỏa thuận bao gồm 51 triệu bảng trả trước cộng với 5 triệu euro phụ phí và cầu thủ 28 tuổi này dự kiến sẽ kiếp đồng 4 năm. Man City nhảy vào cuộc đua giành Brand Thwaite về MU. MU đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Brand Thwaite từ Everton. Nhưng mục tiêu này sẽ trở nên khó khăn hơn do Man City đã vào cuộc. Cầu thủ 21 tuổi được coi là một trong những hậu vệ trẻ hàng đầu châu Âu và United đã bị từ chối đề nghị trị giá 35 triệu bảng vào tháng trước bởi phía Everton muốn nhận ít nhất 70 triệu bảng. Liverpool cũng theo đuổi Nico Williams. Hãng tin Tây Ban Nha Nacional tuyên bố rằng Liverpool đã chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Williams trị giá 46,5 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao đang tỏa sáng tại Euro 2024 với một loạt các màn trình diễn tuyệt vời cho đội tuyển Tây Ban Nha. Được biết, Chelsea và Arsenal cũng đã liên hệ với cầu thủ 21 tuổi này. Real Madrid muốn mua trung vệ thép của Arsenal. Arsenal sắp nhận được một lời đề nghị dành cho trung vệ William Saliba từ Real Madrid. Màn trình diễn của Saliba cho đội tuyển Pháp tại Euro 2024 đã hoàn toàn thuyết phục được đội bóng Hoàng gia. Dù họ cũng đang săn đuổi cầu thủ tuổi tin Lenny Sorokolin trong nỗ lực thay thế Nacho Fernandez sắp ra đi. Saliba mới kiếp đồng với đội chủ sân Emirates nên giá không hề rẻ. Trên đây là tất tần tật bản tin bóng đá ngày 5 tháng 7 với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của đội bóng đá Phai Gôn. Hãy để lại comment với thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé.